nguồn kia tồn ra thủy sản làm gì đó, mình không biết, quất hai phát liền, hai bắn, bắn tại công hả? Bắn hai phát vô đầu gối mà nó ngay, nó cái số nó tốt, thật không à, không khóc mà chủ bà khóc à. Khóc, khóc tuổi vì không có người thân hay sao chú ba? Hay là tuổi già mà vẫn còn lao động? Nhiều hoàn cảnh lắm. Có khi ở bệnh người ta có người hỏi thăm đó lắm, còn mình thì không có ai hỏi thăm lắm. Đâu có nhỏ cháu đâu này hỏi một lần. Điện qua hỏi. À vậy thôi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Tiếp tục hành trình thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Thì trong cái quá trình mà chạy xuống đây để mà xem về tiến độ xây lại cái cầu đau khổ cô bác quý anh chị, thì cặp theo cái tuyến đường này Bùi Hồ mới người dân chỉ Bùi Hồ nói một cái chú này nè, sống ở trong một cái căn nhà rất là nhỏ luôn. Người ta gọi là ngôi nhà của cái giống như là cái chuồng gà đó. Thì được biết thì cái chú này là thường sống một mình thôi. Và chú thì hàng ngày trước đây chú làm cái công việc là đi biển, và chú cắt ngôi nhà này chủ yếu là ở đỡ. Và nghe nói rằng á, thì trước đây chú đi biển đánh bắt ở ngoài biển khơi, thì qua nước bạn Philippines, thì chú ở tù hết 18 tháng, và sau hết dịch thì chú mới về đây. Và sự thật như thế nào mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào ngôi nhà của chú nha. Đây là người dân ở đây nói là chú ba. Đây, ngôi nhà của chú thì được lợp bằng cái mái tôn, những cái dấp lá tạm bợ như thế này. Nghe nói là chú chỉ sống một mình thôi. Con chào chú ba. Cảm ơn. Con đeo này cái chú ba. Thưa chú ba, thì con được biết là chú ba là chỉ sống một mình thôi hả chú ba? Sống một mình. Dạ. Chú ba là năm nay bao nhiêu rồi? Năm nay 64 tuổi. 64 tuổi. Hồi ở tù là 63. Chưa đầy 63. Dạ. 62 giữ đi tới về tới đây là 64. Dạ. 1 năm giữ. Chú ba là ngày xưa giờ là không có vợ con luôn hay là có rồi thôi? Không có, sau này mới gặp bà này mà bà thôi. Tôi nuôi hầm cá bán được 40-50 triệu gì đó. 40 mấy triệu rồi bà tụm bà lấy bà xài, bà nói tiêu xài, bà nói làm ăn gì mà không có tiền. Dạ. Rồi buôn bán thì bán cơm thì một ngày bán tính ra là tại nào cũng 500 ngàn 700 ngàn, nhưng mà bà nó cứ thiếu nợ hoài. Tôi thấy tôi sống không nổi rồi tôi thôi bà, tôi tự nhiên tôi kêu con bà đưa tôi về đây. Cái nó hỏi mai đâu rồi bà, nói ba về này đi cào, rồi nó đưa lại đây. Tôi ở đây tôi nó thôi bà mà tôi không nói. Còn bà bỏ bà đi Bình Dương, thành phố quận 12 gì trở đó, ở với mấy nghe kỹ là ở quận 12, ở với mấy đứa em trở đó, với có người cô ruột ở trển, là nó ở trển, nó nói ở trển có chồng có con rồi đó, nhưng mà thằng con nó cũng thương tôi đi tới luôn hoài à. Bữa hôm tôi về nó cũng có đem đồ vô nó cho con gà, cho mấy năm hộp cá mồi, năm có thuốc đó. Thì nó thuộc gì trong ngoài kia mà nó nói bà có chồng rồi, tại con thương ổng vô thăm ổng. Tôi cũng nói gì, nó có thì có kể đó chứ tôi đã tôi thôi tôi bỏ mà. Chú ba với là thêm ba là thôi nhau lúc đó là chú ba bao nhiêu tuổi? Hồi thôi là 61 tuổi. Vậy là mới thôi đây thôi. À mới thôi đây à, tôi ở tù bả thôi tôi thôi rồi tôi mới gì tôi đi ghe. À, buồn quá tôi đi ghe. Vậy thì chú ba với lại thêm ba có mấy người con? Chưa có đứa con nào hết, nó không cho con. Phải nó cho có con là có con rồi, nó không cho có con. Cứ quyết định chắc có nghĩa là người không thiệt. Chỉ ở là làm bạn lấy tiền tôi thôi, tính tôi có tiền. Thấy con cháu tôi đó vậy đó, tính đâu nó có tiền, nhưng mà tôi cũng ở rồi mà ở đậu vậy thôi, của nó thì của thôi chứ đâu phải của tôi. Vậy là chú ba với thứ ba là lấy nhau lâu không? Lấy nhau mới có 6-7 năm à. 6-7 năm phải có con chứ phải không? Nhưng mà không có con. Rồi trước đó là chú ba có vợ nữa không? Không có vợ. Con trai nhau nhẽo, mới gặp bà thôi.
từ đó giờ không có vợ. Tại vì rồi mà chú ba nói là cái người con của chú ba là cái đó là con rể, con của bà. Dạ. À, nhưng mà nó thương tôi, con dâu luôn, con thương nó vô tới lui vậy. À. Có hai nhà nhập, khi ông nội nhà ta vô là nhảy mình lòng hờ ngầu nói nè, nó thấy tội nghiệp. Rồi thôi, có nghĩa là khoảng thì 50 mấy tuổi chú ba mới có vợ. À 50 mấy tuổi. À mới gặp thím ba. Ở 6-7 năm thì đi. Lúc đó thì gặp thím ba thì chú ba ở đâu? Ở căn nhà bên kia, cách căn nhà cũng cặp bên nè. À, gì đó. Rồi nó nói là thôi để nó ở đây buồn quá, để đi ra ngoài ngoại đang bán cơm đồ. Ra đâu chú ba? Ra ngoài Bình An á. Dạ. Xuống cầu đá chứ á. Đang bán cơm đồ chiều về, chiều em đi chiều em về. Bằng đầu đi chiều về 2-3 bữa gì đó. Cái sau cái nó hơn tụi 3 bữa mới về. 3 bữa tụi cũng không nói 3 bữa đi. 3 bữa. Cái sau nói hơn tuần luôn, tôi cũng tôi thấy người không thiệt rồi tôi bỏ liều luôn. Dạ. Vậy mua cá. Mua cá. Trời. Con làm sao cái này, con làm sao? Gỡ mua cá. Cá trả vô đỡ đi. Cá trả. Đó. Rồi sau cái đi từng lễ con cái về cái nói hồi tôi đi lâu tôi mới về ở bán về tới lui tốn tiền tốn bạc quá, nhưng mà nó nói cũng đúng, thì lúc đó cái đường này nó còn nước lớn là lộ ngang đây nè, trộn vậy đó thôi, mình thấy cũng khổ thôi, cũng kệ chừng nào chừng. Tối nay tôi cũng đi làm, đi giữ bãi cho con cháu vậy đó. Rồi biết rồi cái bà nói thôi về nè, ông đi xuống này đi tới luôn tốn tiền qua đó, ông chạy vỏ tắt ngang qua thì đó, sau đó chạy qua đó cũng gần, chạy cũng từ từ, rồi tôi nuôi cá đầu này nọ là cũng lần lần mình làm cũng có tiền, tại dình dụm tôi kêu thôi bà bán một ngày vậy đó, ăn xài thì ăn, bà bỏ cho con heo 50 ngàn cho đó đi. Thí dụ xảy ra cái chuyện gì đó, mình cũng có cái số tiền của con heo đó. Nó mình để lâu ngày chạy tháng nó cũng có tiền. Không. Để người đi cờ bạc hay quánh số quánh hệ, số đầu gì tôi không biết chứ. Vé số thì tôi là mỗi lần vô trong cái hộp của cái chỗ để lượt rồi mình chảy đồ xúc miệng á. Sắp gì, lúc nào cũng có hết. Rồi là tự thím ba là chia tay chú ba luôn. Tôi chia tay anh tôi à, tôi không có nói. Dạ. Nhưng mà tôi đi thì tôi không nói. Nó tôi có kêu con tôi, con rể đó đưa tôi về đây nè. Đưa hỏi ba đi đâu vậy? Tôi kêu con ba mà. Nó nói về này đi cào con ơi. Ở đây mà bán cơm rồi ở không ngoài không có làm gì. Sao về này đi cào kiếm tiền. Kiếm tiền thêm. Đó. Rồi tôi lấy đồ về đây. Chứ tôi về tôi không về. Chứ tôi về 2 lần tôi không có về. Tôi thấy làm mà không có dư, không có sống được rồi thôi, tự tôi chia tay anh tôi à. Rồi về cái buồn mới đi ghe, thằng kia điện đi ghe, lại đi ghe, đi xuống dưới ghe đi. Mình cũng tính nó nói đi cào cá, cào khơi, cào cá, mình tính đâu cào cá không à, đâu có ngờ đâu, đi cào Bình Long đi qua nước người ta. Bình Long là gì chú ba? Bình Long trái đó mắc lắm á, giờ bán 400-500 ngàn ký thôi chú bộ. Dạ. Đó. Rồi đi qua cào rồi nói ngay nó cũng đủ số lượng rồi. Chủ ghe con nhỏ đó, chủ ghe nó nói cào được 1 tỷ đi rồi về nó dẫn đi mẹ Nam Hải. Nó đồ nghe nói mừng đủ 1 tỷ rồi, hơn 1 tỷ rồi, 1 tỷ 1 tỷ mấy rồi, 1 tỷ 2 rồi. Chứ sao đi về, vừa hết chi phí nó không chịu về. Nó gán 3 bữa nó về chú ơi. Nó ở gán 3 bữa, gán con bữa 1 mà bị bắt luôn. Vô nó nghe nó bắt nó không có làm gì nước mình. Philippines bắt hả chú ạ? Nó cũng không có làm gì mình. Nó kêu thì mình cứ mình nghe đi, nín thinh, kêu làm gì nín thinh làm đó đi, đừng cự, đừng kháng cự, tại vì nó bắn tài công mà tài công bường chạy hoài không chịu ngừng lại, nó đâu lên ghe rồi mà còn chạy. Tôi ăn sau lái á, hồn kia tồn nghe sứ sản làm gì đó mình không biết, quất 2 phát liền. Bắn tài công hả? Bắn hai bát vô đầu gối mà nó ngay nó cái số nó tốt thật không à, không đụng xương. Ở đây cái nó cổ xuống đây, đây nè, đây cái cổ xuống đây mà không đụng xương nữa trơn, của mũi cái này cũng cổ ở đây
không có động chương. Vậy là chú ba buồn vợ của chú ba thì chú ba đi theo tàu à. Đi theo tàu thì chú ba bị bắt ở Philippines à. Thì chú ba ở đó ở tù bao nhiêu tháng? 18 tháng. Ít ngày 18 tháng. Nó cho kêu án mình có 6 tháng à. Nhưng mà bên nước mình bị dịch đó, thành ra không có máy bay về, buộc phải ở chờ đợi. Nó kêu một tháng 10 á, tháng 10 có chuyến về, chuyến về Việt Nam, cho mình hay, nặng mình mua vé về, rồi mình sửa sẵn sẵn cho nó nói bên mê dịch quá trời dịch rồi gì không được, giờ không có bay, ngừng lại thì mấy tháng nữa trời, 2-3 tháng. Lúc đó bên đó cực khổ dữ không chú ba? Cực thì nó nói nó không có cực, chỉ nó mình lại chỗ chờ đợi là kể như là ăn uống nó nấu sẵn cho mình ăn không à, đem sẵn ra cho mình vậy đó, ăn dư dả ăn không hết luôn, chung là không có đồ ăn mà có cái món một món gà không à, gà kho gà chiên, gà kho gà chiên cái nhiêu đó làm hoài tới đó, ngán gì nổi, giết cũng ngán, ăn không nổi. Trời ơi, dưới mày là gì á thì chỗ đó thì mình nó đem cá đồ về sẵn đó, thì nó nếu mình phụ nó thì nó cho cá mình, rồi nó hỏi nó xúc gạo mình mua nồi nấu ên, giờ nấu ên làm ăn ên, nó sạch sẽ hơn cái chỗ mà trong tù, chỗ ở trong tù thì nó làm dơ giấy đó. Chú ở trong tù mấy tháng? 6 tháng. Ở 6 tháng mà cũng như ở nhà mình vậy đó. Dạ. Chứ không phải là nó cũng nhốt có khu vậy đó, nhưng mà mình lúc đó mình nó nếu mình không có 1.000 đồng á là nó nhốt mình không cho mình ra, cho nó 1.000 bạc. Vậy là mình ở ngoài nhà mình, nhưng mà được không có được đi thông thả tới luôn thôi, thì hơi khó. Khi muốn bán rau thì cũng nói xin thì bán rau nó cũng cho đi bán rau đi 2-3 cây số chứ bình thường vậy đó, rồi đi về thôi, nó sợ là đi á người ta bắt cóc, nó không cho đi thôi, chứ nó không có nhốt giam gì mình chứ. Rồi lúc đó ở lớn tuổi mà ở tù vậy thấy tuổi không chú? Khóc bài gì. Khóc hả? Buồn. Khóc luôn rồi chú à. Buồn đúng. Những cái gì chú ba kể con nghe được không? Thôi, cái gì chuyện đó. Chú ba có thể chia sẻ cho nó nhẹ lòng hơn á. Em muốn rồi nè, muốn đá chứng ngắt được thận. Uống nước không trong này. Rồi tới mà cái lúc mà đi cào ở Việt Nam nè, cơn bão quá. Dạ, chứ để con hỏi chú ba là lớn tuổi như thế này rồi thì chú ba đã bao nhiêu lần đi đánh bắt ở nước ngoài chú ba? Mới đi lần đầu tiên bị bắt luôn. Cái cảm giác mà ở tù tại Việt Nam thôi đã cảm thấy là tuổi thân rồi, trong khi đó ở tù nước ngoài mà với cái tội là đánh bắt trái phép, mà cái việc này là chú ba cũng không có muốn nữa. Nhưng mà khi bên đó là vừa không nói chuyện được tiếng nước ngoài nè, vừa hụt hẳn, vừa không có người thân và không biết khi nào ra, và có thể là ảnh hưởng đến tính mạng của mình luôn, thì lúc đó bác ba có bế tắc không? Không khổ á. Suy nghĩ là rồi đúng thứ á, vì cha mẹ mất hết. Cha mẹ ơi, chú ba mất hả? Cha mẹ chú ba là sống ở đâu? Sống ở dưới quê vậy đó. Mà lúc đi lên đây á, trên đây thì cháu nó kêu ở đây với nó, thôi cũng mở ở làm bếp tiền bạc gì chứ. Khóc rồi chú ba, khóc rồi. Khóc tuổi vì không có người thân hay sao chú ba? Hay là tuổi già mà vẫn còn lao động? Nhiều hoàn cảnh lắm. Có khi ở bển người ta có người hỏi thăm mới lắm, còn mình thì không có ai hỏi thăm đâu. Đâu có nhỏ cháu đâu này hỏi một lần.
Điện qua hỏi. À vậy thôi, có khi điện được đi, khi không. Mình thì không có máy nào hết. Điện thì điện xin số rồi nhờ chạy thôi. Đó. Trời đủ thứ hoàn cảnh. Nhập đó là chú ba có nghĩ là mình sẽ còn sống sót quay trở về không? Tại con nghe nói là lúc mà bị bắt sang nước ngoài có nhiều người bị ảnh hưởng đến tính mạng luôn á. Tại vì mỗi người khác nhau, tôi suy nghĩ mình không có làm cái gì, thế nào mình cũng phải về được thôi, thấy không? Nhưng mà sử dụng dịch bên này nó hết dịch là nó phải trục xuất mình về, chứ đâu để nó nuôi hoài vậy, thấy không? Mấy thằng Phi ở gặp tôi là tôi trục xuất cho về liền, chứ không có để sử dụng ta ở hết án cho ta về. Nói đáng nó cũng đây đó, để gì đó, nuôi cơm, nuôi chơi, đồ khùng không? Suy nghĩ lời đủ, nó quá dở. Tại vì nó trọng mình là lúc đó mình bên đây nè có hỗ trợ cho nó. Lúc dạ. Nó bị bão lụt á. Dạ. Bên đây ấy cho nó. Chú ba ở trong mình. Dạ, chú ba trong cái ngôi nhà này được mấy tháng rồi, về đây ở được mấy tháng rồi? Không dài đó, đầu tháng mấy, hai tháng nay gì. Là đó. Trước khi đi là chú ba còn ở ngôi nhà này hả? Còn ở đây mà dịch gà đầy đủ, được mua được mấy gà đi về mình kêu cho đồng con gì hết. Lần đầu tiên mà đi đánh bắt bành cành chân. Mưa tạt chứ không chú à? Mưa nam thì đã tạt. Mưa chứ mưa này thì mưa bắt đầu này nó bị bên đây nó còn kín, nó không có tạt. Bên đây nó tạt. Chú ba là từ nhỏ đến lớn là sống nghề biển thôi. Sống nghề biển. Tại vì ở quê lúc trước cũng ruộng đất đầy đủ, nhưng mà giờ cũng còn, nhưng mà mấy đứa em nó quản lý rồi tôi đi phiêu lưu rồi tôi không có về. Rồi thôi do bà già ông già cũng có cho đất cát mình cá nhân chứ, nhưng mà tôi thấy gia đình cũng nghèo rồi tôi thôi để mà sinh sống đi để tôi đi, tôi không có vợ con để tôi đi làm, cũng có thì cũng đem về. Dạ. Thì mà có thì cũng đem về nuôi cha mẹ chứ đâu có tôi ở mình lên tôi ăn mình lên, thì mà lúc có đem về có thì đem về. Dạ. Có khi đi biển gần với bà già bác còn mạnh để cho bà già bỏ qua tính sổ, tôi không tính sổ nữa. Lúc là bốn mấy tuổi rồi đó. Tôi bản thân tôi nghĩ là vì cha mẹ không muốn mình có vợ buộc mình phải nuôi vợ nuôi con tứ hiên, mình không có nuôi ông già bà già được. Nên tôi sống vậy. Giờ tới ngày một ngày lớn rồi suy nghĩ lại muốn mẹ nó rồi già rồi còn nữa. Giờ tuổi này biết chừng nào chết, biết mà sống bữa nay biết ngày mai chết hay gì nữa cũng không biết nữa đó. Bởi vì nó khổ đủ thứ. Chú ba có thể cho con đi tham quan nhà chú ba một ok? Dạ. Thì bây giờ mình sẽ đi tham quan nhà của chú ba. Nhìn từ ở bên ngoài vô á thì ngôi nhà của chú ba nhỏ lắm, và ở đây là trống trước dột sau à, và đây là cái nơi ngủ của chú ba hả? Dạ, nơi ngủ. Dạ. Đây có một cái tivi nè. Kìa, okay, dần bằng cái đó là cô bác của anh chị thấy không? Đó. Đây, mưa tạt hết nè. Cái này lót, cái tấm nệm này lót lên hả chú ba? Lót lên bằng cái miếng vạt đấy hả? À, ngủ ơi mình không? Nghiêm mình đó hả? Mưa này trên này tạt dữ không? Mưa tạt, nếu tạt thì mình cuốn, nghỉ. Dạ. Không ngủ, hết mưa là mấy dân ngủ tiếp. Ồ, chú ba cũng đờn ca luôn. Có cây đờn làm bầu bạn hả chú ba ha? Dạ. Yeah. Rồi đây cô bác anh chị thấy không nè, cái bếp của chú ba đấy hả? Cái bếp đó hả chú ba? Cái bếp ăn sao á, sao chú sao nữa đâu đó bên đây qua bên đây à, qua bên đây. Trời ơi trời, mưa rồi sao nấu ăn? Ủa sao nồi không mà chú ba? Rồi không mà. Chưa nấu ăn hả? Chưa nấu, nồi đây nè, nồi dính đây nè. À nồi cơm điện đó ha. À. Đồ chú ba để đây nè cô bác anh chị. À thấy không? Chú ba hàng ngày chỉ làm bạn bầu bạn với cây đờn thôi. Căn nhà nè, dựng thêm miếng tôn ở trên kìa. Chú ba từng tuổi này thì có mơ ước gì không? Mơ ước gì giờ tôi chỉ mơ ước tắm sàn với tư dừa nói cầu cho tôi làm lấy căn nhà
kín đáo ở. Vậy sao? Chỉ mơ ước căn nhà kín đáo ở thôi hả? Chứ giờ mình nấu ức thì nó giờ có gì em về tủ lạnh kìa. Dạ, ở cho nó cuối cái quãng đời của mình ha. Dạ. Chú Ba là từ nhỏ đi biển, chắc có thể là chú Ba sẽ có nhiều cái câu chuyện kỷ niệm về biển. Và đặc biệt là cái vùng đất Kiên Giang này, thì chú Ba còn có một cái câu chuyện là cơn bão Linda năm 1997 đã cướp đi biết bao nhiêu mạng người ở cái vùng đất này. Thì bây giờ chắc có lẽ là cô bác quý anh chị đợi xem nghe chú Ba kể cái câu chuyện đó ha. Để tắt máy hết pin luôn rồi.